Hello and welcome to my lesson. Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ôn tập kiến thức tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12. Cô là Nguyễn Thị Phương Mai, giáo viên trường Trung học Phổ thông Tứ Kỳ, Hải Dương. Trong buổi học ngày hôm trước, chúng ta đã cùng nhau ôn tập về công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết của các thì hiện tại và các thì quá khứ. Trong buổi ôn tập này, chúng ta tiếp tục cùng nhau ôn lại cách dùng của các thì tương lai và một số kiến thức có liên quan. Sau buổi học này, cô hy vọng các em sẽ nắm vững được cấu trúc và cách dùng của các thì tương lai, ghi nhớ được các dấu hiệu nhận biết của các thì tương lai và làm tốt các bài tập có liên quan. Bài học của chúng ta ngày hôm nay gồm 3 nội dung chính. 1. Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì tương lai. 2. Chuyển câu. 3. Luyện tập. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại về các thì tương lai. Các thì tương lai được chia thành Future Simple Tense and Be Going To, thì tương lai đơn và Be Going To, Future Continuous Tense, thì tương lai tiếp diễn, and Future Perfect Tense, thì tương lai hoàn thành. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau ôn tập và phân biệt cách dùng của Future Simple Tense and Be Going To, thì tương lai đơn và Be Going To. Cấu trúc. Trước tiên là thì tương lai đơn với will. Ở khẳng định, chủ ngữ, will và động từ nguyên thể. He will become famous soon. Phủ định, ta thêm not vào sau will. Chủ ngữ, won't, động từ nguyên thể. They won't go to work next month. Nghi vấn, nếu câu hỏi có từ để hỏi, thì từ để hỏi sẽ được đặt ở đầu câu. Will, chủ ngữ và động từ nguyên thể. Will her do her test well? Be going to. Cấu trúc ở khẳng định. Chủ ngữ am, is, are, going to và động từ nguyên thể. It's going to rain, so take an umbrella. Phủ định, ta thêm not vào sau to be. As planned, they aren't going to visit Spain. Nghi vấn, từ để hỏi nếu có, am, is, are, chủ ngữ, going to và động từ nguyên thể. What's your plan? Are you going to study economics? Tiếp theo là cách dùng. Thì tương lai đơn với will dùng để diễn tả một dự đoán nhưng thường không có cơ sở. For example, in the future, everyone will have their own flying car. Trong tương lai, mọi người đều sẽ có ô tô bay của riêng mình. Đây chỉ là điều mà người nói, người viết, dự đoán, chứ chưa có cơ sở chắc chắn. Tương lai đơn với will còn được dùng để miêu tả quyết định tại thời điểm nói. A. The phone is ringing. B. I'll answer it. Điện thoại đang reo kìa. Thế thì tớ sẽ trả lời điện thoại. Đây là quyết định tại thời điểm nói, do đó chúng ta sử dụng với will, thì tương lai đơn. Thì tương lai đơn còn dùng để diễn tả lời đề nghị, lời gợi ý, lời hứa. I'll help you with your homework. Lời hứa giúp đỡ. Will you help me with my English homework? Lời đề nghị giúp đỡ. Trong khi đó, be going to.
dùng để miêu tả dự đoán, thường có dấu hiệu đi kèm. For example, there are many black clouds, it's going to rain. Trời sắp mưa. Và dấu hiệu nhận biết ở đây là black clouds, những đám mây đen, do đó chúng ta sử dụng be going to trong trường hợp này. Be going to còn dùng để miêu tả quyết định có dự tính sẵn. Why have you bought so much food? Tại sao cậu lại vừa mua nhiều thức ăn đến thế? We are going to have a big party tonight. Tối nay chúng tớ sẽ có một bữa tiệc lớn. Việc có một bữa tiệc lớn là một điều đã có dự tính sẵn. Ở đây chúng ta có thể căn cứ vào hành động have bought so much food, mua nhiều đồ ăn, do đó chúng ta sử dụng be going to trong trường hợp này. Number 2. Future continuous tense thì tương lai tiếp diễn. Cấu trúc ở khẳng định. Chủ ngữ will be verb ing. I will be staying at the hotel in Da Nang at 3 p.m. tomorrow. Phủ định. Chúng ta thêm not và sau will. The children won't be playing computer games when you come this weekend. Nghi vấn. Từ để hỏi nếu có. Will. Chủ ngữ. Be and verbing. Will she be watching films at this time next week? Cách dùng của thì tương lai tiếp diễn. Thứ nhất, nó được dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm nói xác định trong tương lai. For example, this time next week, I'll be taking my chemistry exam. Giờ này tuần sau, tôi sẽ đang làm bài kiểm tra môn hóa. Diễn tả một hành động đang xảy ra trong tương lai thì hành động khác xen vào. She will be waiting for you when you come tomorrow. Ngày mai khi bạn đến thì lúc đó cô ấy sẽ đang đợi bạn. Dấu hiệu nhận biết. At this time, at this moment, và thời gian trong tương lai, vào thời điểm này, trong tương lai. Hoặc at cộng một giờ cụ thể trong tương lai, vào lúc. For example, at 10 a.m. tomorrow, vào 10 giờ sáng mai. We will be lying on the beach at this time next week. Chúng tôi sẽ đang nằm trên bãi biển vào giờ này, tuần sau. Lưu ý, không dùng tương lai tiếp diễn với một số động từ như appear, be, believe, belong to, hate, include, know, like, love, need, prefer, seem, understand, want. Number 3. Future perfect tense thì tương lai hoàn thành. Trước tiên là cấu trúc. Ở khẳng định, chủ ngữ will have phân từ 2. We will have finished our work by 10 tonight. Phủ định, ta thêm not và sau will. Chủ ngữ won't have phân từ 2. I won't have stopped my work before my boss comes tomorrow. Nghi vấn. Từ để hỏi nếu có, will, chủ ngữ, have và phân từ 2. Will he have flown to Paris by 2 a.m. tomorrow? Cách dùng của thì tương lai hoàn thành. 1. Diễn tả hành động hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai. For example, Ming will have finished his homework by 11 p.m. tonight. Đến 11 giờ tối nay thì Ming sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà của mình.
Thứ hai, thì tương lai hoàn thành diễn tả một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai. For example, Mary will have cleaned the house before her mother comes home tomorrow. Mary sẽ dọn dẹp xong nhà cửa trước khi mẹ cô ấy về nhà vào ngày mai. Dấu hiệu nhận biết. By và thời gian trong tương lai. By the end of, thời gian trong tương lai. Hoặc before và thời gian trong tương lai. For example, by the end of this year, I will have finished my project. Đến cuối năm nay, tôi sẽ hoàn thành xong dự án của mình. Chúng ta lưu ý cấu trúc. By the time, chủ ngữ, động từ chia ở hiện tại. Mệnh đề còn lại, động từ sẽ chia ở tương lai hoàn thành. For example, by the time I'm 50, I will have been a millionaire. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn tập về cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết của các thì tương lai. Bây giờ, cô và các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo, sentence transformation, chuyển câu. Cấu trúc thứ nhất, it is, this is, the first time, chủ ngữ, have, has, phân từ hai. Đây là lần thứ nhất, chủ ngữ làm điều gì? Từ cấu trúc này, chúng ta hoàn toàn có thể có một cách viết khác. Đó là chủ ngữ have, has, never hoặc not, phân từ hai và before, chủ ngữ chưa từng làm điều này trước đó bao giờ. Ví dụ, this is the first time I've seen that girl. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái đó. Áp dụng cấu trúc trên, chúng ta có thể viết lại câu này thành I've never seen that girl before. Tôi chưa từng nhìn thấy cô gái này trước đó bao giờ. Cấu trúc thứ hai, chủ ngữ began or started, verb ing, khoảng thời gian và ago. Chủ ngữ bắt đầu làm gì, bao lâu trước đó. Với cấu trúc này, ta có thể viết lại và sử dụng hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ have, has, phân từ hai, for, khoảng thời gian. Chủ ngữ làm điều gì được bao lâu nay rồi? For example, he began studying English 6 years ago. Anh ấy bắt đầu học tiếng Anh 6 năm trước. Áp dụng cấu trúc trên, chúng ta có thể chuyển câu này thành He has learned English for 6 years. Or, he has studied English for 6 years. Anh ấy học tiếng Anh được 6 năm nay rồi. Number 3. Chủ ngữ began, started, verb ing và mốc thời gian. Chủ ngữ bắt đầu làm điều gì, từ khi nào? Với cấu trúc này, chúng ta có thể viết lại thành chủ ngữ have, has, phân từ hai, since và mốc thời gian. Chủ ngữ làm điều gì, kể từ khi nào? For example, he began studying English in 2015. Và câu này mình có thể viết thành he has studied or he has learned English since 2015. Cấu trúc số 4. How long is it since, chủ ngữ, động từ quá khứ đơn. Đã bao lâu rồi, kể từ khi chủ ngữ làm điều gì? Hoặc how long have, chủ ngữ, phân từ 2. Cấu trúc này có thể được viết lại thành when did, chủ ngữ, và động từ ở nguyên thể. Ví dụ, how long is it since you last met her? Bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp cô ấy? Chúng ta có thể viết lại thành when did you last meet her?
Cậu gặp cô ấy lần cuối khi nào? Cấu trúc số 5, chủ ngữ haven't, hasn't, phân từ 2, for và khoảng thời gian. Chủ ngữ không làm điều gì, bao lâu nay rồi? Từ công thức trên, chúng ta có cách chuyển thứ nhất. Chủ ngữ last, động từ ở quá khứ đơn, khoảng thời gian và ago. Chủ ngữ làm điều gì đó, lần cuối cùng, bao lâu nay rồi? Ví dụ, she hasn't visited her grandparents for 2 weeks. Cô ấy không đến thăm ông bà mình 2 tuần nay rồi. Chúng ta có thể viết lại thành she last visited her grandparents 2 weeks ago. Cách chuyển thứ hai, the last time, chủ ngữ, động từ quá khứ đơn, was, khoảng thời gian và ago. Lần cuối cùng, chủ ngữ làm điều gì là bao lâu trước đó? Áp dụng cấu trúc này, cùng với ví dụ trên, chúng ta có thể chuyển được thành the last time she visited her grandparents was 2 weeks ago. Cấu trúc số 3, it is, khoảng thời gian, since, chủ ngữ, last và động từ chia ở quá khứ đơn. Bao lâu rồi kể từ khi chủ ngữ làm điều gì? Áp dụng cấu trúc này với ví dụ trên, ta có thể viết được lại thành it is 2 weeks since she last visited her grandparents. 2 tuần rồi kể từ lần cuối cùng cô ấy đến thăm ông bà. Cấu trúc số 6, chủ ngữ have, has, never, phân từ 2, such, a, an, tính từ và danh từ. Chúng ta có thể chuyển thành it is, this is, hoặc that is, the và hình thức so sánh nhất của tính từ. Chủ ngữ have, has, ever, phân từ 2. Ví dụ, I've never met such an intelligent student. Tôi chưa từng gặp một học sinh nào thông minh như thế. Áp dụng cấu trúc trên, ta có thể viết lại câu này thành this is the most intelligent student I've ever met. Đây là học sinh thông minh nhất mà tôi từng gặp. Now, let's move on to practice part. Chúng ta cùng chuyển sang phần thực hành. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1. By the end of this month, we on this project for more than 6 weeks. A, will work. B, will be working. C, are going to work. D, will have worked. Ở câu số 1, chúng ta thấy xuất hiện cụm từ by the end of và một mốc thời gian ở tương lai. Do đó, động từ trong câu này phải được chia ở tương lai hoàn thành. Vì thế, đáp án cho câu số 1 sẽ là D, will have worked. Question 2. Some experts say that by the year 2050, many people currently employed their jobs. A. Have lost. B. Will be losing. C. Will have lost. D. Are losing. Trong câu số 2, chúng ta thấy xuất hiện cụm từ by the year 2050, by cộng một thời điểm trong tương lai, vì thế động từ trong câu số 2 phải được chia ở tương lai hoàn thành. Do đó, đáp án đúng cho câu hỏi số 2 sẽ là C, will have lost. Question 3. I, Madison, after I leave school,
I would like to become a doctor when I grow up. A. Study. B. Will study. C. Studied. D. I'm going to study. Ở câu số 3, chúng ta thấy có mệnh đề after I leave school, sau khi tôi ra trường, động từ leave được chia ở hiện tại. Và đằng sau, I would like to become a doctor. Tôi muốn trở thành, vậy đây là một điều mong mỏi, một dự định. Vì thế, câu số 3 chúng ta sẽ sử dụng với be going to để miêu tả một dự định đã có dự tính sẵn. Vậy đáp án cho câu số 3 là D. I'm going to study. Question 4. At this time tomorrow, we our final exam. A. Will have taken. B. Will be taken. C. Will be taken. D. Would take. Trong câu số 4, xuất hiện cụm từ at this time tomorrow, vào giờ này, ngày mai. Đây là một trong những dấu hiệu của thì tương lai tiếp diễn. Vì thế, câu số 4, chúng ta sẽ sử dụng đáp án là B. Will be taking. Question 5. You open the door for me, please. Yes, certainly. A. Will have open. Will you open? B. Do you open? C. Shall you open? D. Are you going to open? Trong câu số 5, xuất hiện từ please. Và câu trả lời là yes, certainly. Vậy, ta có thể suy ra câu số 5 là một lời đề nghị. Và để diễn tả một lời đề nghị, lời hứa, thì chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai đơn với will. Do đó, câu số 5 chúng ta sẽ chọn là A. Will you open? Question 6. He had just been taken to hospital with a broken leg. I'm sorry to hear that. I sent him some grapes. A. Will send. B. I'm going to send. C. Sent. D. Will be sending. Khi đọc câu số 6, chúng ta thấy khi A thông báo anh ấy vừa được chuyển đến bệnh viện với một cái chân bị gãy, thì B bày tỏ sự hối tiếc khi nghe thông tin này và đưa ra quyết định là sẽ gửi cho anh ấy một ít nho. Vậy đây là một quyết định tại thời điểm nói. Khi diễn tả một quyết định tại thời điểm nói, chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai đơn với will. Do đó, câu số 6 chúng ta sẽ chọn là A. Will send. Question 7. Why are you taking that big basket? I buy a lot of vegetables. A. Will buy. B. I'm going to buy. C. Buy. D. Will have bought. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại mang theo cái giỏ lớn như thế? Tôi mua rất nhiều rau. Vậy việc mua rất nhiều rau là một dự định đã có dự tính sẵn, vì thế mới dẫn đến hành động mang theo giỏ lớn. Và để miêu tả một hành động có dự tính sẵn thì chúng ta sử dụng với be going to. Vì vậy, đáp án của câu số 7 sẽ là B. I'm going to buy. Question 8. I'll call for her at 8. No, don't. She still eat breakfast then. A. Will still eat. B. Will still be eating. C. Will be eaten. D. Has eaten. Trong câu số 8, xuất hiện cụm từ at 8 vào lúc 8 giờ. Và phía sau, then, no, don't, she still eat breakfast then. Đừng, cô ấy vẫn ăn bữa sáng vào lúc đó. Vì thế, đây phải diễn tả một hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai. Vì thế, đáp án cho câu số 8 sẽ phải là B. Will still be eating. Question 9. This time next week, while we are all hard at work, at school, Jennifer, in the sun, on a beach somewhere.
A. Will be lying. B. Is lying. C. Will lie. D. Is going to lie. Câu số 9 xuất hiện cụm từ this time next week. Giờ này tuần sau, vì thế chúng ta sẽ chia động từ ở tương lai tiếp diễn. Do đó, đáp án cho câu số 9 là A. Will be lying. Question 10. For the last 20 years, we significant changes in the world of science and technology. Câu số 10 xuất hiện for và khoảng thời gian. Vì thế, động từ trong câu phải được chia ở hiện tại hoàn thành. Do đó, đáp án cho câu số 10 là B. Have witnessed. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một dạng bài tập khác liên quan đến các thì của động từ. Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 1. Jack cycles usually to work to avoid traffic jams at rush hour. Trong câu số 1, chúng ta thấy xuất hiện trạng từ tần suất usually. Và khi học về hiện tại đơn thì chúng ta đã biết trạng từ tần suất đứng trước động từ thường và sau to be. Do đó, câu số 1 đáp án cần phải sửa là A. Cycles usually. Và câu này chúng ta phải sửa thành usually cycles. Question 2. My friends and I go usually to the park on the weekend. Tương tự như câu số 1, ở câu số 2 xuất hiện trạng từ tần suất usually. Vì thế, trạng từ tần suất phải đứng trước động từ thường. Do đó, đáp án cần phải sửa trong câu số 2 là B. Và chúng ta phải chuyển thành usually go. Question 3. Human had struggled against weeds since the beginning of agriculture. Ở câu số 3, xuất hiện từ since, sau since là mốc thời gian, the beginning of agriculture. Vì thế, động từ trong câu phải được chia ở hiện tại hoàn thành. Vì vậy, đáp án cần phải sửa trong câu số 3 là A. Had struggled. Và động từ này phải được sửa thành has struggled. Hiện tại hoàn thành. Question 4. Almost 300 million people had visited America's national parks every year. Ở câu số 4 xuất hiện cụm từ every year, hàng năm, mỗi năm. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn. Vì thế, đáp án cần phải sửa trong câu số 4 là C. Had visited. Và câu này chúng ta sửa thành visit. Visit. Question 5. Last year, my little brother got lost while we had gone shopping. Trong câu số 5, có last year, động từ got chia ở quá khứ và xuất hiện lên từ while. Thông thường, sau while phải là quá khứ tiếp diễn. Vì thế, đáp án trong câu này phải là D, had gone, và chúng ta phải sửa thành were going, em tôi bị lạc, khi chúng tôi đang mua sắm. Question 6. They worked as receptionists in this hotel since they graduated from university in 2009. Câu số 6 xuất hiện từ since, sau since là mệnh đề mà có động từ được chia ở quá khứ đơn. Vì thế, động từ còn lại trong câu phải được chia ở hiện tại hoàn thành. Do đó, đáp án cần phải sửa trong câu số 6 là A. Worked. Và chúng ta chuyển thành have worked, hiện tại hoàn thành. Question 7. Nam often is late for class, which makes his teachers angry. Câu số 7 xuất hiện trạng từ tần suất often. Và to be. Khi học về hiện tại đơn, ta biết trạng từ tần suất đứng sau to be. Do đó, đáp án trong câu số 7 là A. Và
và chúng ta phải sửa thành is often. Question 8. Elizabeth I has reigned as Queen of England from 1558 to 1603. Khoảng thời gian từ 1558 tới 1603 là hoàn toàn thuộc về quá khứ, vì thế động từ trong câu này phải chia ở quá khứ đơn. Do đó, đáp án của câu số 8 phải là A và chúng ta chuyển thành reigned. Chúng ta cùng chuyển sang loại bài tập tiếp theo. Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 1. He last visited London 3 years ago. Anh ta thăm London lần cuối là 3 năm trước. Ở đây là quá khứ đơn. Do đó, thông thường chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng với thì hiện tại hoàn thành. Vậy câu số 1, đáp án sẽ là B. He hasn't visited London for 3 years. Anh ta không tới thăm London 3 năm nay rồi. Question 2. I haven't met my grandparents for 5 years. Tôi không gặp ông bà 5 năm nay rồi. Vậy có nghĩa lần cuối tôi gặp ông bà là 5 năm trước. Vậy ở đây, áp dụng công thức, chúng ta sẽ chọn được là B. I last met my grandparents 5 years ago. Question 3. I listened to music, then I went to bed. Tôi nghe nhạc, sau đó tôi đi ngủ. Hành động xảy ra trước là hành động nghe nhạc. Hành động xảy ra phía sau là đi ngủ. Vì thế, khi kết hợp hai động từ này và sử dụng thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn, chúng ta sẽ chọn được là B. Before I went to bed, trước khi tôi đi ngủ, thì tôi đã nghe nhạc. Question 4. The children ran to the field to see the dragon, but it was no longer there. Bọn trẻ đến cánh đồng để xem con rồng, nhưng nó không còn ở đó nữa. Vậy là con rồng đã bay đi mất trước khi bọn trẻ đến. Hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ sẽ được chia ở quá khứ hoàn thành. Vậy đáp án đúng cho câu số 4 sẽ là B. The dragon had gone by the time the children ran to the field. Question 5. The last time I saw Rose was 3 years ago. Lần cuối tôi nhìn thấy Rose là 3 năm trước. Vậy có nghĩa tôi không nhìn thấy cô ấy 3 năm nay rồi. Và 3 năm là khoảng thời gian. Do đó chúng ta phải sử dụng với for nếu sử dụng với hiện tại hoàn thành. Vì vậy, câu số 5 ta sẽ chọn đáp án là D. I haven't seen Rose for 3 years. Question 6. It started to rain at 2 o'clock and it is still raining. Trời bắt đầu mưa vào lúc 2 giờ và vẫn đang mưa. 2 giờ là một mốc thời gian, do đó khi sử dụng với hiện tại hoàn thành hoặc hoàn thành tiếp diễn, ta phải sử dụng với từ since. Vậy đáp án đúng cho câu số 6 là B. It has been raining since 2 o'clock. Question 7. I have never played golf before. Tôi chưa từng chơi golf trước đó bao giờ. Vậy đây là lần đầu tiên mà tôi từng chơi golf. Áp dụng cấu trúc, chúng ta sẽ chọn được là A. This is the first time I have ever played golf. Câu số 8. I haven't tried this kind of food before. Tôi chưa từng ăn loại thức ăn này trước đó bao giờ. Điều đó có nghĩa, đây là lần đầu tiên tôi ăn loại thức ăn này. Vậy chúng ta sử dụng cấu trúc it is, this is the first time và hiện tại hoàn thành. Do đó, đáp án đúng cho câu số 8 phải là D. This is the first time I have tried this kind of food. Question 9. He started studying at 2 o'clock. He is still studying now. Anh ấy bắt đầu học vào lúc 2 giờ. Bây giờ vẫn đang học. 2 o'clock là một mốc thời gian, do đó khi sử dụng với hoàn thành, chúng ta phải sử dụng từ since. Vậy đáp án đúng cho câu này là A. He has been studying since 2 o'clock. Question 10. It's ages since I last saw a Hollywood film. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối tôi xem một bộ phim Hollywood. Áp dụng cấu trúc mà chúng ta vừa học. Câu số 10, chúng ta phải chọn là
B. I haven't seen a Hollywood film for a long time. Tôi chưa được xem một bộ phim Hollywood trong một thời gian dài. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn tập về các thì trong tiếng Anh. Để thực hành thêm, các em hãy truy cập vào đường link ở dưới đây hoặc quét mã QR để làm thêm bài tập mà cô giáo đã giao nhé. Xin chào và tạm biệt các em.